Sau khi say rượu, tôi đã có một đêm cuồng nhiệt với nữ tổng tài. Cô ấy hỏi, phục không? Không phục, tôi tỉnh rượu rồi mới nhận ra mình gây họa nên đã vội vàng bỏ trốn. Nhưng cô ta không chỉ gọi 10 chiếc xe sang chặn tôi ở nhà kho, mà còn ép tôi đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Thậm chí, cô ta còn quăng cho tôi 10 triệu như khoản bồi thường. Bà của tổng tài tức giận mắng tôi, con cháu nhà họ Giang từ khi nào mà nhỏ mọn vậy chứ? Tất cả chỉ vì nữ tổng tài từ chối hôn ước, nhưng lại bị đồn thổi, nên buộc phải lấy tôi làm bia đỡ đạn. Mà cuộc sống của tôi vốn đã rối tung lên rồi, tưởng rằng từ giờ sẽ chẳng có ngày nào bình yên. Nhưng sao ánh mắt của cô ấy nhìn tôi càng ngày càng quyến luyến vậy? Đèn quá mờ, tôi cũng say khướt, ngoài việc nhìn thấy cơ thể trắng ngần của người phụ nữ đang nhấp nhô trên người mình. Tôi không thể thấy gì khác, đắm chìm trong dục vọng, sau khi thay đến 8 tấm ga giường, tôi tỉnh rượu hoàn toàn. Đầu óc tôi trống rỗng, thậm chí không dám thở mạnh. Thế là tôi đưa ra quyết định táo bạo bỏ chạy. Chính cô chủ động đấy chứ, tôi nói. Tôi chỉ phối hợp một chút thôi, sao lại đổ lỗi cho tôi được? Tôi thực sự sợ nên mới muốn chia tay, nhưng điều này có vẻ không ổn lắm. Đêm qua, ngay cửa phòng tắm tôi đã bị cưỡng hôn, rồi bị đẩy thẳng vào giường. Tôi đã từ chối, nhưng không thành công. Cúi xuống, tôi còn nhìn thấy những vết cào trên cổ. Người phụ nữ này quả thật rất mạnh bạo. Sáng hôm sau, một gương mặt lạnh lùng nhưng thanh tú ló ra từ trong chăn, đôi mắt của cô ấy ngay khi mở ra đã toát lên vẻ hung dữ. Giang Thanh Hàn lập tức nhớ lại chuyện tối qua, nghĩ đến mức tay đỏ lên, có hơi cuồng nhiệt nhỉ, móng tay đính đá của cô ấy đã rụng vài viên, có lẽ phải làm lại rồi. Trong khi trong lòng than thở, trên mặt Giang Thanh Hàn lại không có biểu cảm dư thừa. Dù mục tiêu săn mồi tối qua là do cô lựa chọn, nhưng việc con mồi chạy trốn khiến cô không vui. Cô nhẹ thở dài, ánh mắt dừng lại trên ga giường trắng với vết đỏ mờ nhạt. Khóe môi cô nhếch lên, đây là lần đầu tiên của cô đấy. Chưa từng có ai chạm vào phụ nữ của nhà họ Giang mà còn toàn mạng rời đi. Giang Thanh Hàn cầm điện thoại gọi cho tổng giám đốc quán bar. Trong 2 tiếng, tôi muốn tất cả thông tin về người đàn ông đã vào phòng tôi tối qua. Quán bar này thuộc quyền sở hữu của cô. Cúp máy, Giang Thanh Hàn đứng dậy đi tắm, vừa đứng dậy đã không kiềm được nhíu mày. Quả nhiên không nên quá cuồng nhiệt, sau một hồi ngồi nghỉ trên giường, cô mới vịn tường đi vào phòng tắm. Vừa ra ngoài, điện thoại của cô đã nhận được thông tin liên quan đến tôi. Giang Thanh Hàn mở email ra xem, chỉ một lát sau, khóe môi cô khẽ nhếch, thú vị đây. Sau khi lướt nhanh qua tài liệu, cô tiện tay quăng nó sang một bên, cô ấy còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong. Tối qua, dù có chút phòng bị nhưng vẫn bị hạ thuốc, nếu không thì cô ấy đã chẳng nôn nóng đến mức cắn vào môi tôi ngay khi vào phòng. Cho anh ấy một ngày để xử lý mọi việc ở đây, tôi muốn xem trong vòng một ngày, Tiêu Phàm có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi không. Nhìn vào gương, Giang Thanh Hàn nở một nụ cười đầy cuốn hút. Nếu biết rằng Giang Thanh Hàn đã cho tôi cơ hội để chạy trốn, chắc chắn tôi sẽ lập tức lên máy bay. Nhưng Giang Thanh Hàn chẳng hề thông báo cho tôi điều đó. Hôm nay là cuối tuần, tôi vẫn đang mơ màng ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Tô Lê. Vừa bắt máy, cô ta đã hỏi đầy kinh ngạc, Tiêu Phàm, cậu và Du Du chia tay rồi à? Chỉ với một câu hỏi, đầu óc tôi tỉnh táo hoàn toàn. Ký ức ùa về, đúng vậy, là tôi và Giả Du chia tay, mà chính Giả Du là người chủ động đề nghị. Tôi và Tô Lê là thanh mai trúc mã, tôi từng thích Tô Lê, nhưng Tô Lê lại không thích tôi. Để từ chối tôi, cô ấy đã giới thiệu Giả Du cho tôi. Ban đầu tôi đồng ý quen Giả Du vì tự ái, sau đó cũng xin lỗi cậu ấy. Nhưng Giả Du chỉ đỏ mặt nói, tôi biết anh thích chị Tô Lê, không sao đâu, tôi sẽ đợi đến khi anh quên chị ấy. Thế nên tôi quyết định thử quen Giả Du và dần dần thích cô ấy, và với Tô Lê cũng chẳng còn vương vấn gì. Giả Du có vẻ hoài ngọt ngào dễ thương, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không tốt nên từ nhỏ đã có chút tự ti. Tự nhiên tôi lại chăm sóc cô ấy rất nhiều. Tuy nhiên, cô ấy quá nhạy cảm. Hôm qua vào buổi trưa, Giả Du nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe nói, Tiêu Phàm, anh chẳng có chút tình cảm nào, chúng ta chia tay đi. Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu. Hôm qua tôi chỉ ăn tối với gia đình ở nhà hàng và tình cờ gặp ba mẹ của Tô Lê. Hai bên gia đình vốn quen biết nhau nên cùng ngồi chung bàn, nhưng họ không hề can thiệp vào chuyện của tôi và Tô Lê. Đó chỉ là một bữa ăn bình thường. Thế mà sau đó, Giả Du lại một lần nữa đề nghị chia tay với tôi. Cô ấy lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, chuyện này đã xảy ra vô số lần rồi. Mỗi lần tôi đều kiên nhẫn giải thích, nhưng thật sự tôi đã mệt mỏi, tôi mông lung và trong lòng rất đau khổ. Cùng bạn bè đi bar uống rượu giải sầu, ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một cô gái. Yuri im lặng một lúc rồi nói, Tiêu Phàm, chúng ta chỉ có thể làm bạn tốt. Tôi muốn vào làng giải trí, nên chắc chắn sẽ không yêu ai. Nói xong thì cô ấy cúp máy, tôi thấy thật nực cười, cô ấy yêu hay không thì liên quan gì đến tôi chứ. Vừa định ngồi dậy thì cảm giác đau nhói ở môi, cầm gương lên nhìn mới thấy cô ấy thực sự mạnh tay, môi dưới của tôi bị cắn đến rách. Tôi lại nằm xuống giường, định hôm nay ra ngoài đi dạo nhưng có lẽ khỏi đi nữa. Tôi cứ mơ màng ngủ đến chiều thì lại nhận được điện thoại của Tô Lê, cậu mau đến đi, nhóm chúng tôi đưa Giả Du về rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi, cậu ấy chẳng phải nên ở ký túc xá trường sao? Cậu ấy uống rượu, mau lên đi, Tô Lê nói rồi cúp máy. Tôi thở dài bất lực, lái chiếc Volkswagen của mình đi đón người. Lúc này, tại văn phòng của chủ tịch tập đoàn Hằng Luân, Lưu Diễn đang ôm một đống hợp đồng đứng ngoài cửa gõ cửa. Bên trong vang lên giọng nữ lạnh lùng, Lưu Diễn lập tức bước vào, Giang tổng, đây là các dự án cần ngài ký trong mấy ngày qua. Anh ta nhìn người phụ nữ sắc sảo này mà không khỏi cảm thấy căng thẳng. Đứng nhìn Giang Thanh Hàn còn trẻ, nhưng cô ấy hành động rất quyết đoán, thực sự là cảm giác bầu bạn cùng hổ dữ. Ký xong hợp đồng, Lưu Diễn vẫn đứng tại chỗ, trông có vẻ khó nói. Giang Thanh Hàn cau mày, có gì nói đi, Lưu Diễn đành nói ra, Giang tổng, trong hợp đồng vừa ký có một cái là từ Tinh Quang Giải Trí.
Tổng giám đốc Trần nói các nghệ sĩ mới ký hợp đồng muốn hẹn gặp ngài để xin ý kiến, xem có ai hợp mắt ngài không để nâng đỡ. Giang Thanh Hàn vốn không muốn bận tâm đến mấy chuyện nhỏ này, liền nói, không đi, từ chối. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra gì đó, khoan đã, Tinh Quang Giải Trí chẳng phải là nơi của người quen Tiêu Phàm sao? Cô quyết định phải tự mình đến xem. Giang Thanh Hàn liền xách túi lên, đi thôi, gọi Trình Tuyết đi cùng. Đi đâu? Cô đã bước ra ngoài, Tinh Quang Giải Trí. Lưu Diễn giật mình, nhanh chóng chạy theo, lòng bàn tay đã toát mồ hôi. Cô chủ nhỏ này nói là làm ngay, lần này khảo sát cũng phải chọn thời gian để người ta chuẩn bị chứ. Cô ta vội gọi điện cho Tổng Giám đốc Trần của Tinh Quang Giải Trí. Trần Phong nhảy dựng lên khỏi ghế, Giang Tổng sẽ đến kiểm tra à? Nửa tiếng nữa sẽ tới, ông lập tức quát lớn, mau lên, tất cả bắt tay vào việc ngay cho tôi. Nghe vậy, các nhân viên xì xào, có phải là vì Giang Tổng đã tiếp quản Hằng Luân năm ngoái và lập tức sa thải một nửa nhân viên không? Không phải cô ấy thì là ai nữa? Một khi Trần Phong ra lệnh, mọi người đều tất bật chuẩn bị. Cái tên Giang Tổng này thực sự ai trong ngành cũng biết đến. Nghe nói Giang Tổng còn có một người cô ở nước ngoài rất lợi hại, cũng là người cứng rắn. Tài nguyên trong nước do gia đình Giang quản lý, và vị Giang Tổng này được giao quyền lực tuyệt đối. Trong lúc đó, Giang Thanh Hàn cũng đang dẫn đầu đoàn xe hơn 10 chiếc, thẳng tiến đến Tinh Quang Giải Trí. Tôi vừa đến đoàn phim thì nhận được cuộc gọi dồn dập từ Tô Lê, cậu đang ở đâu vậy? Tôi sắp thử vai rồi, cảnh này rất quan trọng với tôi. Du Du vẫn còn ngái ngủ, cậu mau đến đây. Tôi trả lời, tôi đang ở đoàn phim, vào ngay đây, rồi cúp máy, nhanh chóng đỗ xe và vội vã đi tìm người. Vừa lúc đó, Giang Thanh Hàn cũng nhìn thấy bóng lưng tôi vội vã chạy vào, cô khẽ sững người, khóe môi cong lên một chút, không ngờ lại có chút thu hoạch bất ngờ. Sau khi vào trong, trợ lý của Tô Lê là Kỳ Lạc Chỉ và Dạ Du đang gục mặt trên bàn ngủ say. Mau đưa cô ấy về đi. Tôi bất lực thở dài, quay qua nhìn Dạ Du, cô bé uống say rồi, hai má đỏ ửng, chân mày hơi nhíu lại, môi mím chặt như thể ngủ không yên. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Dạ Du, dậy nào, Dạ Du, tỉnh dậy. Khi thấy tôi, ánh mắt cô có chút ngơ ngác. Tôi nói, tôi đưa em về trường, có gì để lúc tỉnh rượu rồi chúng ta nói chuyện. Nhưng Dạ Du đột nhiên đẩy tôi ra, đôi mắt đỏ hoe, Tiêu Phàm. Tôi không cần sự thương hại của anh, tôi thấy đau đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, Du Du, để tôi đưa em về trường rồi nói sao được không? Đúng lúc đó, bạn thân của Dạ Du là Dương Nhạc xông tới, chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng, đồ cặn bã. Tôi ngán ngẩm, cũng không muốn tranh cãi với loại người này, chỉ mong Dạ Du còn đang lờ mờ kia có thể hiểu rõ mối quan hệ của chúng tôi. Tôi nói, tôi hy vọng em đã suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của chúng ta. Nghe vậy, Dạ Du có vẻ tỉnh táo hơn, nhìn tôi đăm đăm, anh ở bên tôi 2 năm qua có thực lòng không? Từ lúc quyết định ở bên em, tôi đã không có bất kỳ ý định nào với Tô Lê nữa. 2 năm nay, tôi luôn xem em là người phụ nữ của mình. Kể từ khi ở bên Dạ Du, tôi đã giữ khoảng cách với Tô Lê, điện thoại của tôi cũng để Dạ Du thoải mái xem. Nhưng Dạ Du quá đa nghi, trong suốt 2 năm qua, cô ấy chưa bao giờ tin tưởng tôi. Dương Nhạc nhìn tôi với vẻ mặt không tin, anh nói không có thì là không có chắc. Ánh mắt tôi thoáng vẻ lạnh lùng, chỉ chăm chăm nhìn vào Dương Nhạc. Dương Nhạc run rẩy lùi lại một chút, Dạ Du chặn bản thân mình lại, khó chịu nhìn tôi, anh dọa cô ấy làm gì? Tôi lặng người một lúc, vậy nên, em nghĩ thế nào về chuyện của chúng ta? Dạ Du ngắt lời tôi, Tiêu Phàm, tôi không muốn tiếp tục với anh nữa. Tôi im lặng vài giây, chúng ta vốn dĩ đã không thể quay lại rồi. Đôi mắt của Dạ Du ướt át nhưng cô vẫn kiên quyết nói. Tiêu Phàm, là anh không rõ ràng từ đầu, trong mắt anh, Tô Lê luôn quan trọng hơn tôi. 2 năm qua, tôi đã cố gắng nhường nhịn vì muốn tránh hiểu lầm, nhưng đổi lại chỉ là sự nghi ngờ liên tục. Tôi cười mỉa mai, nếu em đã không tin tôi, vậy sao lúc đầu lại nói những lời đó? Em có thể bớt nghi ngờ một chút được không? Dương Nhạc lại lên giọng, giờ anh còn quay sang trách ngược nữa à? Tiêu Phàm, anh có phải là đàn ông không vậy? Tôi thật sự nổi giận, suýt muốn tát cô ấy, nhưng Dạ Du đã đứng chắn trước mặt, anh định trước mặt tôi mà đánh bạn thân của tôi sao? Dương Nhạc kéo Dạ Du đi, chúng ta đi thôi, không có gì để nói với tên cặn bã này cả. Những kẻ không ổn định cảm xúc như thế này thật đáng sợ, ai biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Tôi nhìn theo bóng lưng Dạ Du, không nói thêm lời nào, bởi tôi biết dù nói gì Dạ Du cũng sẽ không tin tôi. Ngay khi cô ấy sắp bước ra ngoài, Dạ Du dừng lại. Theo phản xạ, cô quay đầu nhìn tôi vẫn đẹp trai như ngày nào, nếu không thì lúc đầu cô ấy đã không phải lòng tôi và chúng tôi sẽ không bên nhau như vậy. Nhưng cô ấy là người luôn cảm thấy thiếu an toàn. Tôi nhìn Dạ Du, nghĩ rằng chỉ cần cô ấy nói một lời, tôi cũng sẵn sàng ngồi lại nói chuyện với cô ấy. Nhưng Dạ Du chỉ nhìn tôi một cái, rồi quay lưng bước đi. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ chính thức khép lại. Tôi biết Dạ Du luôn thiếu cảm giác an toàn, và tôi đã cố gắng hết sức để bù đắp điều đó. Nhưng không có cách nào, có lẽ chúng tôi thực sự không hợp nhau. Tôi thở dài, bước ra khỏi lều, cúi đầu rời đi, vừa đi được vài bước, có người giữ lấy tôi. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy một gương mặt sắc sảo, đôi mắt hồ ly xinh đẹp khẽ nhướng lên, khóe môi hơi nhếch. Đôi mắt ấy khiến cả người tôi cứng đờ, sao tôi lại có thể quên cô ấy được, kể cả khi cô hóa thành tro, tôi cũng sẽ nhận ra. Giang Thanh Hàn cất lời, giọng nói của Giang Thanh Hàn còn lạnh lùng và lý trí hơn cả tối qua. Đi đâu vậy, ngủ với người ta mà không định chịu trách nhiệm à? Tôi dựng hết cả tóc gáy lên, dù cô ấy đẹp và thân hình quyến rũ, nhưng nhìn cứ như một đóa hồng đầy gai. Có lẽ có người mạng cũng không đủ cho tôi, không phải là cô tự mình đến tối qua sao? Còn mạnh mẽ như thế nữa, tôi còn chưa đòi cô chịu trách nhiệm đấy chứ. Giang Thanh Hàn khẽ cười, mới chia tay xong phải không? Tôi bực mình đáp, hôm qua đã chia tay rồi, không thì cô cũng không thể chiếm được chút lợi nào. Giang Thanh Hàn liền đưa tay nắm lấy cổ áo tôi, được thôi, cô đây sẽ chịu trách nhiệm với anh.
bị Giang Thanh Hàn kéo đi lảo đảo về phía trước. Tôi vẫn chưa hiểu nổi vì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây. Thật sự là đòi hỏi như vậy sao? Có gì cứ nói đàng hoàng không được à? Nơi công cộng thế này mà cô lại làm vậy à? Giang Thanh Hàn vẫn không buông cổ áo tôi ra, kéo tôi vào một nhà kho nhỏ, rồi đóng cửa lại ngay khi vào. Tôi theo phản xạ nhìn xung quanh, bên trong chật hẹp, tôi đi qua một mình còn khó, huống hồ thêm cả Giang Thanh Hàn. Đặc biệt là khi cô ấy đẩy tôi dựa vào giá kệ phía sau. Giang Thanh Hàn không cao bằng tôi, nhưng khí thế thì không hề kém chút nào. Dù khóe miệng cô ấy luôn giữ nụ cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng, tôi vừa định mở miệng thì Giang Thanh Hàn đã áp sát, làm tôi phải đối mặt với cô ấy trong khoảng cách gần. Tôi cảm nhận rõ ràng tỷ lệ thân hình đáng ngưỡng mộ của Giang Thanh Hàn, thật sự khó mà chống đỡ nổi. Tôi họ Giang, tên Giang Thanh Hàn, nhớ gọi tên tôi nhé. Trời ạ, tôi là một người đàn ông bình thường đấy. Giang Thanh Hàn, tối qua chẳng qua là tự nguyện cả hai phía. Không cần phải đeo bám tôi chứ, cùng lắm tôi sẽ cho cô một khoản, chúng ta đừng ai nấy đi. Giang Thanh Hàn không trả lời, chỉ ngừng đầu nhìn tôi với nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Suốt đời tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào kỳ quặc như thế, nhất là kiểu của Giang Thanh Hàn, như thể chẳng thấy tư thế này có gì không đúng. Dù tối qua là cô ấy chủ động, nhưng nói cho cùng tôi cũng đâu thiệt thòi gì. Thế nên tôi cố nhẫn nhịn mà gợi ý, hay là cô Giang ra giá đi. Tôi có hơi khó chịu, nhưng cũng nói thật, nhìn đừng quá cao, tôi không trả nổi đâu. Nhiều nhất chỉ có 5 con số, tôi nghèo lắm, mới đi làm chính thức chưa lâu, còn lại chỉ mấy tháng lương, tổng cộng khoảng 20.000. Giang Thanh Hàn bỗng bật cười nhẹ, anh thiếu tiền à? Tôi nghẹn lời, theo phản xạ muốn phản bác. Trên đời này ai mà không thiếu tiền chứ? Tôi tất nhiên là thiếu rồi, Giang Thanh Hàn đột nhiên nói, tôi cho anh 7 con số, anh và tôi kết hôn nhé. Tôi nhất thời không kịp phản ứng, đáp lại, đừng tưởng dùng tiền là có thể mua được thân thể của tôi. Sau một giây, giọng tôi liền cao lên mấy phần, Giang Thanh Hàn cười, 7 con số thì thế nào? Tôi ngẩn người, còn đếm trên tay xem 7 con số là bao nhiêu số không? Cảm thấy chuyện này thật hoang đường, tôi đầy nghi hoặc và không tin tưởng, giả vờ chứ gì? Cô là con gái, làm gì có nhiều tiền như vậy? Cô không phải đang lừa tôi kết hôn đấy chứ? Rồi tôi nói với vẻ miễn cưỡng, đừng nghĩ rằng 7 con số là có thể khiến một người đẹp trai như tôi khuất phục trước thế lực ác. Tôi là một người đàn ông chân chính, tuyệt đối không bán thân. Tôi mở to mắt vì bất ngờ khi thấy Giang Thanh Hàn không kiên nhẫn nhón chân kéo đổ tôi xuống, rồi mạnh mẽ chặn miệng tôi lại bằng một nụ hôn. Theo phản xạ, tôi muốn đẩy Giang Thanh Hàn ra, nhưng cô ấy không hề nhúc nhích, chỉ có kệ hàng phía sau kêu cót két rung rinh. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng người, hình như tôi nghe thấy tiếng động từ kho phải không? Chúng ta qua xem thử đi, đừng để ai làm hỏng thiết bị của chúng ta. Cuối cùng tôi cũng thoát được khỏi Giang Thanh Hàn, cảm giác môi mình vốn đã đau nay còn đau hơn. Tôi vừa định mở miệng thì Giang Thanh Hàn đã tiến lại gần, không nói một lời, giữ chặt lấy tôi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Giang Thanh Hàn ghé sát vào tai tôi, mọi người trong đoàn làm phim chắc đều biết anh nhỉ. Anh muốn cho cả đám biết anh đang làm gì với tôi ở đây à? Hay là anh muốn Tô Lê và Giả Du biết? Lời nói của Giang Thanh Hàn thành công làm cơ thể tôi cứng đờ. Nhất thời không nghĩ ra cách đối phó, Giang Thanh Hàn một tay ôm tôi, tay kia khóa trái cửa kho, khiến hai người bên ngoài xoay nắm cửa mà không mở được. Ủa, khi nào cái kho này bị khóa rồi nhỉ? Tôi đầy nghi hoặc nhìn Giang Thanh Hàn, rất muốn biết cô ấy làm cách nào mà hiểu rõ tình huống của tôi đến vậy. Cơ thể của Giang Thanh Hàn có vẻ rất bức bối, ở tuổi này mà chưa từng chạm vào đàn ông thì cũng là điều kỳ lạ, nhưng một khi đã trải nghiệm rồi thì lại khác hẳn. Đặc biệt là tôi có ngoại hình ưa nhìn, dáng người cũng ổn, giờ còn có dấu vết son môi của cô ấy trên miệng tôi. Cơn giận trong lòng tôi lập tức dịu đi, Giang Thanh Hàn không nhịn được lại tiến tới, giữ chặt lấy môi tôi. Theo phản xạ, tôi nắm lấy vai cô ấy nhưng không dám dùng lực, sợ người bên ngoài phát hiện, điều này càng khiến Giang Thanh Hàn mạnh dạn hôn tôi hơn. Bên ngoài có tiếng, sao không mở được nhỉ? Hay là cậu đứng đây canh, để tôi đi lấy chìa khóa xem thử, đừng là khóa hỏng chứ. Tôi càng thêm căng thẳng, thật sự không hiểu nổi Giang Thanh Hàn, lén lút có gì vẻ vang sao, sao chỉ mình tôi sợ, còn cô ấy thì thoải mái và phóng khoáng đến vậy. Tôi không còn bình tĩnh nổi nữa, cánh tay vô thức ôm lấy eo cô ấy, hạ giọng, Giang Thanh Hàn, đừng đùa nữa. Chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt của Giang Thanh Hàn sáng lấp lánh, ánh lên vẻ quyến rũ, đôi mắt như hồ ly càng thêm mê hoặc. Khi hormone trỗi dậy, con người dễ trở nên thiếu lý trí, Giang Thanh Hàn tận dụng ngay cơ hội này, kết hôn với tôi đi, điều kiện anh tùy ý đưa ra. Nếu 7 con số không đủ, 8 con số thì sao? Trong khoảnh khắc đó, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, điều kiện quá hấp dẫn, khiến tôi cũng muốn bán thân cầu vinh. Bên ngoài, một người nói, đạo diễn đang đợi chúng ta qua đó. Người quan trọng đều ở đó hết, tôi chờ họ kiểm tra xong rồi hãy xem kho sau vậy. Tiếng bước chân dần xa, cơ thể căng thẳng của tôi mới bắt đầu thả lỏng. Giang Thanh Hàn lúc này mới buông tôi ra, dùng ngón tay mảnh mai chạm nhẹ vào khóe môi bị chảy của tôi. Tiêu Phàm, là tôi chủ động trêu chọc anh, đúng rồi. Nhưng một khi đã dây vào, tôi sẽ không cho phép anh thoát ra đâu. Tôi thấy Giang Thanh Hàn nghiêm túc, không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Kết hôn, chúng ta mới quen nhau bao lâu chứ? Giang Thanh Hàn kéo tay tôi đặt lên bụng cô ấy, tối qua chẳng yên ổn gì cả, có khi ở đây đã có con của anh rồi đấy. Anh nghĩ chúng ta quen nhau bao lâu thì quan trọng sao? Ngay lúc đó, tôi cảm thấy tay mình như đang chạm phải củ khoai nóng, theo phản xạ muốn rút tay ra nhưng Giang Thanh Hàn nắm chặt không buông. Tôi bắt đầu cảm thấy tức giận, bỏ ra. Giang Thanh Hàn nói, bảo tôi buông ra để anh chạy thoát à? Ai ngờ thân thể của Tiêu Phàm dũng cảm, nhưng con người lại nhát gan nhỉ? Có thể là bị khích bác hoặc là phá vỡ giới hạn, tôi liền đưa tay ôm lấy eo Giang Thanh Hàn. Có chút nhếch mép thách thức, Giang Thanh Hàn, đây là lựa chọn của cô.
sau này đừng trách tôi đấy. Giang Thanh Hàn chưa kịp phản ứng với câu nói của tôi thì bất giác khựng lại, vì tay tôi hơi quá trớn khiến cô ấy không dám cúi nhìn, hiếm khi thấy gương mặt cô ấy đỏ bừng. Tôi liền cúi xuống, hôn lên môi cô ấy, lần này người muốn né lại chính là Giang Thanh Hàn. Nhưng cô ấy đã chơi quá đà, muốn né cũng không thoát, không gian ở đây chật hẹp. Khi Giang Thanh Hàn hoàn hồn, dây áo trên vai đã trượt xuống một nửa, lửa gần rơm dễ bén, không thể kiểm soát được nữa. Cả hai chúng tôi đều không có ý dừng lại, nhưng rồi tiếng gõ cửa vang lên, có người hỏi, có ai trong đó không? Tay nắm cửa lại xoay mấy lần, nhanh lên, các cậu cứ phá cửa ra đi, tranh thủ lúc người đó không ở đây. Thay thiết bị mới vào, không thì ảnh hưởng đến cảnh quay mất. Chúng tôi đồng thời mở mắt, cuối cùng tôi chỉnh lại áo của Giang Thanh Hàn, gương mặt cô ấy hơi đỏ, ánh đèn mờ ảo càng làm cô ấy trông quyến rũ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ấy lấy lại bình tĩnh. Cửa bị đập mạnh, tôi kéo Giang Thanh Hàn ra sau, định tiến lên mở cửa thì bị cô ấy đẩy về phía cửa. Giang Thanh Hàn nhanh nhẹn búi lại mái tóc rối, lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Nói, đợi, đừng phát ra tiếng. Người bên ngoài định phá cửa, nhưng cô ấy đã mở cửa ra. Gương mặt lạnh lùng của Giang Thanh Hàn xuất hiện trước mọi người, khiến Trần Phong ngẩn ra, chẳng phải Giang Thanh Hàn sao? Biểu cảm trên mặt cô ấy rất bình thản, chỉ hỏi một câu, có việc gì không? Trợ lý nhiều phía sau Trần Phong định nói gì đó thì bị Trần Phong bịt miệng, vẻ áy náy nhìn Giang Thanh Hàn. Người trong giới giải trí ai chẳng tinh ý, Giang Thanh Hàn không dám mở cửa hết, rõ ràng là đang giấu ai bên trong. Trần Phong liền nói, không có gì đâu, cô đi đi. Trợ lý nhỏ vẫn còn chưa hiểu gì, lẩm bẩm, chẳng phải chúng ta đến để lấy thiết bị, nhưng chưa nói hết đã bị kéo đi. Bên ngoài trở lại yên tĩnh, Giang Thanh Hàn bình tĩnh đóng cửa lại, nhìn tôi đứng sau cánh cửa. Lúc này cả hai đều đã lấy lại lý trí, chỉ là tôi vẫn còn cảm giác bối rối. Giang Thanh Hàn khẽ cười và để lại một câu đầy ẩn ý, Tiêu Phàm, dọn sạch những thứ sau lưng anh đi, chờ tôi đến tìm anh. Nói xong, cô ấy quay lưng bỏ đi, để lại tôi một mình trong căn phòng chật hẹp, cảm thấy đau đầu. Người phụ nữ này thật sự quá quyến rũ, khiến tôi thật sự bị mê hoặc đến ngẩn ngơ. Làm ra những chuyện thế này trong kho chứa đồ, tôi chỉnh lại quần áo, lấy một chiếc khẩu trang từ trong túi ra đeo rồi mới bước ra ngoài. Lúc này, Trần Phong cũng đang trên đường về văn phòng, không biết đã mời Giang Tổng bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Giờ thì anh ta hiểu, hóa ra trong đoàn phim có tình nhân của Giang Tổng. Cơ hội để phất lên thật sự đã đến, ôi trời, đêm nay thật không thể tin nổi. Vừa đến nơi thử vai, Trần Phong đã thấy Bạch Phú Đạo chạy đến. Đạo diễn Trần, người của Tổng Giám Đốc Giang đã về rồi. Không thấy Tổng Giám Đốc Giang, điều này càng khiến Trần Phong chắc chắn rằng hôm nay Giang Tổng đến tinh thần là vì người đó, chứ không phải vì lý do nào khác. Nhưng người đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, cô ta nhất định phải lục tung mọi nơi để tìm ra người này. Còn tôi thì đã vội vàng bỏ chạy từ lâu, tôi và Giang Thanh Hàn chỉ là gặp nhau một đêm thoáng qua, chắc sẽ không gặp lại nữa đâu nhỉ. Vài ngày sau, khi tan làm về nhà, tôi vừa thay giày vừa hỏi mẹ. Hôm nay có món gì ngon không? Thay giày xong, tôi bước vào trong và thấy Tiêu Trạch đang ngồi ở phòng khách. Tôi không khỏi kinh ngạc, anh, sao anh lại về nhà? Tập đoàn Hoành Luân ở xa, nên Tiêu Trạch thuê nhà ở ngoài cho tiện đi làm. Tiêu Trạch lạnh lùng nhìn tôi một cái, không nói gì. Tôi ngơ ngác một chút, nghĩ lại cũng không nhớ mình làm gì sai. Lúc này, chú Đinh Mão từ trên lầu đi xuống, tay cầm cái roi lông gà, trông rất tức giận. Này tiểu tử, đứng lại đó cho ta, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng roi lông gà này mà quất lên người thì đau lắm. Thế là tôi lập tức nhảy ra sau ghế sofa. Chú Đinh Mão tức đến đỏ mặt, cầm roi đuổi theo. Ngươi còn dám hỏi mình đã làm gì sao? Ngươi đúng là mất hết nhân tính. Tôi hoàn toàn mơ hồ, nhưng điều đó không ngăn tôi chạy khắp nhà tránh đòn roi của chú. Chú nói vậy là không đúng rồi nhé. Cháu đâu có giết người hay phóng hỏa, sao lại bảo cháu mất hết nhân tính? Tôi vừa định chạy lên lầu, ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt vừa quen vừa lạ. Gương mặt đó đẹp dạng người, nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy, cả người đều dựng đứng hết cả lông tóc. Vì vậy, tôi sững lại ngay tại chỗ. Rất nhanh sau đó, tôi tròn mắt vì thấy Đinh Nhất Phân đi ra từ sau lưng Giang Thanh Hàn. Mỉm cười khoác tay vào tay cô ấy, Tiểu Phàm về rồi, chúng ta xuống dưới thôi. Giang Thanh Hàn dịu dàng đáp, vâng ạ. Mẹ tôi dẫn Giang Thanh Hàn đi đến, tôi chưa kịp mở lời thì sau đầu đã bị vỗ một cái, ngay sau đó là tiếng quát của cha. Quỳ xuống, tôi nhanh chóng quỳ ngay tại chỗ, khuôn mặt hiện lên vẻ tức tối. Ngẩng đầu lên, tôi chạm phải ánh mắt giễu cợt của Giang Thanh Hàn. Lập tức nhớ đến câu nói trong kho hàng hôm đó, thì ra cho tôi vài ngày là có ý như vậy. Tôi chỉ vào Giang Thanh Hàn định đứng dậy, Giang Thanh Hàn, cô rốt cuộc đã nói gì với gia đình tôi? Nhưng chân tôi chưa kịp đứng thẳng thì cha lại quát một tiếng, quỳ xuống. Tôi đành phải quỳ lại, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức, nhìn Giang Thanh Hàn với ánh mắt không cam lòng. Giang Thanh Hàn chỉ cười nhẹ, khẽ chạm vào bụng, mẹ tôi lập tức thấy động tác ấy, liền kéo tay Giang Thanh Hàn. Tiểu Hàn, ngồi xuống nói chuyện nào. Tôi hoàn toàn kinh ngạc, trong đầu chỉ còn một câu hỏi, Giang Thanh Hàn, rốt cuộc có ý gì? Tôi không tin Giang Thanh Hàn thực sự mang thai. Hấp dẫn, 我们牵手一起走。